nè, quẹo nè, quẹo nè. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn thấy cái xe mới của Phong đẹp không mấy bạn? À, thắng lại cái này. Đây, xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là một chiếc xe mà Phong mới mua nè mọi người ơi. Chiếc xe này có tên là chiếc xe bò sữa đó, ghê không mấy bạn? À, chiếc xe này, ủa mà khoan, cái xe này là con bò hay là con ngựa ta? Sao tự nhiên nhìn nó giống con bò nhưng mà nó có cái sừng giống con ngựa nè. Trời đất ơi, sáng sớm mà ông la ô lưới ôm sòm sao tôi ngủ được ông nội? Trời đất ơi, gì vậy? Trời ơi, Sam ơi, lại đây tôi giới thiệu cho bà coi nè. Xin giới thiệu với bà, đây chính là siêu xe mà tôi mới mua được á, ghê không? Trời đất ơi, đẹp dữ hen. Trời ơi, siêu xe luôn hả? Tất nhiên rồi, siêu xe của tôi là mua đắt tiền lắm luôn á. Ghê nha, trời đất ơi, lên đời sao lên con xe nhìn ngon quá ta. Trời ơi là trời, thời buổi bây giờ á, chạy xe Lamborghini là xưa rồi, bà hiểu không? Là bởi vì sao? Bởi vì trong Mini World chưa có Lamborghini. Bởi vậy cho nên là siêu xe của tôi bây giờ là xịn nhất rồi á, bà coi nè, thấy không? Nó là một cái siêu xe có hình một con bò lai ngựa, không, một con ngựa lai con bò. Ủa, khoan tự, nó là con gì ta? Ê, nói chung tôi không biết nó là con gì hết. Nhưng mà nói chung là nó cực kỳ, gọi là chạy cực kỳ nhanh luôn, bà coi tôi à. Đó nè, ghê không? Trời đất ơi, ghen tị quá à. Trời ơi, tất nhiên phải ganh tị rồi. Siêu xe của tôi là siêu xe có 102. Trong làng này chỉ có mỗi mình tôi có thôi, không có ai có hết. Ủa vậy luôn hả? Ông một mình ông có thôi đúng không? Đúng rồi. Ôi nè ta. Cái gì? À, cái bà này, bà dám đem chiếc xe của tôi ra ngoài tiệm, xong bà kêu người ta làm chiếc xe y hệt đúng không? Cái xe này là giả đúng không? Hàng Trung Quốc đúng không? Ông này tào lao, đứng nghe coi. Trời đất ơi, làm như một con ai của ông vậy? Trời ơi, xe này mở bán ở Mini World rồi, thấy không? Trời đất, ai chả mua được? Trời ơi, đặt một thế giới. Không chịu đâu. Siêu xe của tôi phải là siêu xe đẹp nhất, xịn nhất mới được. Khoan từ, trời ơi, dăm ba mấy chiếc, cái chiếc xe của bà là xe hàng Trung Quốc đúng không? Làm sao mà chạy nhanh bằng xe của tôi được? Ơi, mua cùng một chỗ mà Trung Quốc đồ chi trời? Trời ơi, ông dạo tử hả? Khổ ghê à, xe tôi cũng xịn y chang ông, đẹp cũng y chang ông, chạy nhanh y chang ông luôn, chả khác gì ông luôn. Tào lao, còn lâu nha. Mấy bạn ơi, mấy bạn nói cho Phong nghe một lời gọi là công tâm coi. Có phải xe của Phong là xe đẹp nhất không? Xe của Phong là xe xịn nhất không? Xe của Sam làm sao mà bằng xe Phong được? Bây giờ bà dám đua tôi không? Trời đất ơi, đua ai cũng dám đua, trời. Trời ơi, bà mà đua bà mà thắng được tôi á thì tôi sẽ nhịn ăn KFC 10 năm luôn. Trời ơi, tôi làm với tôi sợ quá. Trời ơi, gãy quá, không bao giờ này đi, bây giờ tôi mà thắng ông cho tôi kim cương đi. Vậy thôi. Đó, nhẹ nhàng thôi. Ok, bà mà thắng tôi ha, tôi bán cái xe tôi tặng kim cương cho bà luôn, được chưa? Thôi nhớ nha, cái này là ông gãy nha, mấy bạn fan xem cũng nhớ nha, đó lưu lại nha, đó bán xe nha. Rồi ok, trời ơi, siêu xe của Phong thì tất nhiên là phải gọi là xịn hơn siêu xe của Sam rồi, còn lâu Sam mới thắng Phong được. Ok, đua thì đua, ngon nhào vô, qua bên đây nhanh lên. Rồi. Đây, nè tôi cho bà coi nè, đây. Nè. Chỗ này tôi có để sẵn một cái vạch nè, thấy không? Đấy, bây giờ á, nhiệm vụ của tôi với bà là sẽ phải đua vòng quanh ngôi làng này. Người nào mà gọi là chạy hết ngôi làng quay trở lại đây được thì người đó sẽ là người chiến thắng, bà hiểu không? Mà ngang nào ông nội, tôi biết là quanh làng quanh ngang nào. Không phải có địa điểm cụ thể chứ. Thì một tí nữa tôi sẽ đưa cho bà bản đồ để bà xem. Nói chung là bây giờ bà hãy xem đây, để bạn xem nè, thấy không? Hai siêu xe, không, xe của mình là siêu xe, còn xe của Sam là xe của gọi là mấy bà bán dây chai. Đấy, ok. Đó, làm sao mà bà xịn bằng xe của Phong được? Bây giờ mấy bạn hãy thử đoán xem Phong và Sam ai sẽ là người giành chiến thắng nha. Ok, mấy bạn nào đoán đúng á thì Phong sẽ thả tim, còn bạn nào mà đoán không đúng á thì Phong cũng thả tim luôn nha. Đó, nói chung mấy bạn bình luận là Phong thả tim thôi. Rồi, ok. Mà quên, hình như từ nãy giờ mình quên gì phải không ta? Nhớ rồi, từ nãy giờ mình quên chào mấy bạn. Trời ơi, sao mà mình cứ quên chào mấy bạn fan của ai ta? Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy bạn ơi. Thì hôm nay mình đang có một cái kèo gọi là solo đua xe cùng với Sammy mọi người ạ. Đấy, thì bạn hãy thử đoán xem ai sẽ là người giành chiến thắng nha. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên lại để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng kiếm hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng các thành viên của Hero Team để đăng kiếm hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đua xe thôi nào. Let's go. Làm như tôi sợ bà lắm vậy á. Leo lên, chuẩn bị. Rồi, ok, chuẩn bị nè.
3, 2, 1, chạy em. Ủa, trời ơi, trời ơi là trời. Xe của Sam chạy chậm quá bạn ơi, liêu 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 liêu. Trời đó con, cái ông này. Ok, bye bye, bye nha, bye bye Sam nha, Phong đi trước đây, tạm biệt Sam. Trời ơi, cái đồ chậm rì, cái đồ chạy chậm. Trời đất ơi là trời, quên đổ xăng cho xe, bây giờ xe đi cài giật kiểu này sao mà thắng được. Trời đất ơi, xe ơi, thương chị dùng cái, kiểu này là tua bắt rồi. Ê, trời ơi mấy bạn ơi, đua xe chung với Sam buồn ngủ quá à. Sam chạy chậm rì à. Hey, nhiều khi bây giờ ha, mình nói thiệt với bạn luôn á, bây giờ mình xuống dưới xe nè, xong mình cắm trại ở chỗ này, mình cắm trại đến ngày mai không biết Sam có tới nơi chưa nữa. Trời ơi hài hước quá à. Ờ mà khoan, hay là bây giờ tranh thủ mình chon Sam tí ta. Trời ơi trời, xe của Sam chậm rì, bây giờ còn bị mình chon nữa thì chắc là khỏi về nhà luôn á bạn ơi. Ok, hợp lý hợp lý. Hey, siêu xe đứng ở đây đợi anh xíu nha. Ok, bây giờ để xem coi mình sẽ chon Sam bằng cách nào ta. À, bây giờ nha, mình sẽ đào một cái hố ở giữa đường nè bạn ơi. Đó, đào cái hố ở giữa đường này, sau đó mình đào sâu xuống dưới luôn. À, ok, đào sâu xuống dưới. Rồi, đào xuống, đào xuống. One eternity later. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ đào xong cái hố rồi thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nào? Chúng ta sẽ để một cái lớp gọi là người ta lưới ở phía trên nè bạn. Đó, một cái lớp lưới ở phía trên nha. Sau đó sẽ lấy cái thảm này chúng ta che lại. Đấy, là sau đó sau khi mà xe của Sam chạy ngang qua đây thì Sam sẽ bị lọt xuống cái hố này. Vậy là Sam khỏi cần chạy về nhà luôn và mình sẽ trở thành người chiến thắng. Trời ơi, quá thông minh các bạn ơi. Ok ok, khoan từ, bây giờ phải kiếm chỗ nào núp cái đã. Ok, mình sẽ chạy qua đây mình núp nè. À, mình sẽ đứng đây mình đợi Sam nha các bạn nha. À, không biết Sam đi đến đâu rồi ta. Để xem coi. La 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 la. Tới rồi, tới rồi. Bình thường coi. La 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 la. Trời ơi trời, các bạn coi nè. Trời ơi là trời, sao mà dễ lọt bẫy vậy ta. Hey, wait, hello Sam. Cái gì mà hello tôi? Cái này là cái gì vậy? Hey, xin giới thiệu với Sam, đây chính là một cái bẫy do Phong mới vừa xây ra. Sam thấy thích không? Trời ơi, vì sao tôi thích vậy? Ông chơi gian này là chơi gian rồi. Ủa, cái gì đâu mà chơi ăn gian? Cái này người ta gọi là thông minh, các bạn hiểu không? Đó, người ta thường nói rằng là mạnh thì dùng sức, còn yếu thì dùng mưu kế, đúng không các bạn? Trời ơi là trời, trời ơi. Ủa mà khoan, mình vừa mạnh, xe mình vừa khỏe mà mình còn thông minh nữa. Trời ơi, vậy là mình thắng chắc rồi. Thôi, tạm biệt Sam nha. Tôi đi trước đây, tôi win rồi nha. Bye bye, bye. Ui quá Phong ơi. Bye bye nha, bye bye nha. Vui là con gái ha. Vui là... Ồ khoan tự, chết chết chết. Trời ơi trời, mình có vui thì mình cũng đừng nên hát vậy chứ. Mình là con trai mà, đâu phải con gái đâu. Nhầm nhầm nhầm, phải hát lại thôi. Vui là con trai ha. Trời ơi trời, vui quá bạn ơi. Vậy là kỳ này mình thắng rồi bạn. Mình khỏi phải bán xe, gọi là tặng kim cương cho Sam rồi. Trời ơi, Sam tuổi gì mà đòi thắng mình. Hey, xeo lượng KFC đây. Lo 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 lo, xeo lượng đây. Cái gì, có KFC hả? Trời ơi. Ủa bạn ơi, hôm nay KFC có khuyến mãi hả? Trời đất ơi, xin kiểm tra quét, hôm nay KFC sale cực kỳ lớn luôn. Tưởng tượng á, là 2 kim cương mới mua được là 2 miếng gà, bây giờ 1 kim cương mới mua được 10 miếng gà. Lo 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 lo. Ồ, cái gì ghê quá vậy? Trời ơi mấy bạn ơi. Bình thường mình mua KFC á bạn là 1 kim cương được có 1 miếng gà. Còn hôm nay 1 kim cương được đến tận 10 miếng gà luôn. Trời ơi, trời trời trời, trời còn chừng chờ gì nữa nào, phải ăn KFC tôi. Mà khoan từ, có khi nào trong lúc mình đang ăn KFC xong bà Sammy bà chiến thắng mình không ta? Ôi, nhưng mà không thể nào đâu trời. Sam lái xe chậm rì à, với lại cái xe của Sam cùi bắp mà làm sao mà hơn siêu xe của mình được. Với lại mình ăn KFC chút xíu thôi, mình hứa là mình chỉ ăn chút xíu thôi, sau đó mình ra mình chạy tiếp. Ê, hợp lý quá hợp lý. Ok ok. Ai, à, để kiếm chỗ dựng xe đã. Ok, mình để xe ở đây đi. À, ok. Ai, à, siêu xe đứng ở đây đợi anh xíu nha. Anh vô mua KFC xíu rồi anh ra liền. À, ok. Ông chủ lấy cho tôi gọi là 100 miếng KFC luôn cho tôi, nhanh lên nha. Ok, có liền. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. 2000 years later. Trời ơi, mấy bạn ơi, no quá. Ủa mà khoan, hình như mình ăn KFC xong cái mình cảm giác người của mình to hơn mấy trăm ký luôn hay sao ta? Trời ơi trời, hôm nay mình ăn hơi nhiều rồi. No hết cái bụng luôn. Trời. Ôi trời, không biết giờ có lái xe nổi không ta? Nhưng mà thôi không sao, chắc là Sam còn lâu mới đến chỗ mình được. À, trời ơi, khó chịu quá mấy bạn ơi. Ủa?
Nani? Hello. Hello Phong. Trời. Ủa sao bà đến đây được vậy? Trời đất ơi, xe tôi tuy đi chậm nhưng mà vẫn đi được mà. Trời ơi trời. Ồ cái gì mà ồ? Đi trước nha. Trời ơi, nhìn ăn kiểu này là biết rồi, mập thấy kiểu này sao mà leo xe được. Ê. Ôi, bye bye Phong nha, tôi đi trước nha. Trời đất ơi, xe cà giật chứ vẫn đi được. Ê, cái bà kia, trời ơi, cái xe chậm rì vậy mà đòi đấu lại tôi á, còn lâu nha. Ê, coi tôi nè, chịu hồi cái xe nè, chịu hồi cái xe, chết quên mất luôn mất. Chịu hồi xe nè, ok, leo xe. Ok, siêu xe sẵn sàng. Ủa mà khoan, cho mấy bạn ơi, các bạn coi nè. Hình như là người của mình mới ăn cáp xê nhiều xong mình mập quá hay sao. Giờ leo cái xe nhìn chút ép nữa các bạn ơi. Thôi mà không sao, siêu xe của mình vẫn sẽ chạy được. Ok, tiến lên. Ủa kìa, tiến lên. Ủa kìa, sao mình đạp số nó không chạy ta. Trời, có khi nào mình mập quá xe chạy không nổi không ta? Ủa gì kỳ vậy? Ơi xe ơi, làm ơn chạy đi mà. Tiến lên. Trời ơi, rồi xong luôn, siêu xe của mình nó hết chạy nổi ơi bạn ơi. Do mình ăn nhiều cáp xê xong mình bị béo phì, mình mập quá mình chạy không nổi. Giờ sao ta, cái xe vô dụng, mình cút đi. Phải chạy bộ thôi, mình không thể nào thua được, phải chạy bộ cũng phải thắng. Cố lên. Trời ơi, mệt quá, chạy hết nổi rồi. Ê, nhưng mà không được, cố lên. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Trời ơi là trời, chạy nãy giờ mới tới nơi. Ủa, trời, Sam, bà đừng có nói với tôi là bà thắng rồi nha. Ông nhìn này là ông biết rồi, tôi thắng chắc rồi chứ đâu ra nữa ông nội. Trời ơi, trời ơi, không chịu đâu. Tôi làm sao mà thua bà được, siêu xe của tôi không thể nào mà thua bà được. Trời ơi là trời. Trời ơi, ông nhớ nha, hứa nha, ông lo bán xe đi kim cương cho tôi đó. Nhớ nha. Trời ơi là trời, siêu xe mình mới mua mà bây giờ mình phải bán để mình gọi là tặng kim cương cho Sam mấy bạn ơi. Trời ơi. Cái vẻ ông bày ra cái trò này còn hãm hại tôi nữa. Trời đất ơi, làm lộ các kiểu nữa còn gì ta, còn chơi xấu tôi nữa hả? Trời đất ơi là trời, cái này là chơi ăn gian ăn dở, hiểu chưa? Ông hiểu chưa? Trời ơi trời, tôi đào cái hố ở giữa đường là cái đó là gọi là người ta gọi là trí thông minh, chứ ai mà gọi là chơi xấu. Đó gọi là chơi thúi chơi bợn nghe không? Tôi tặc ông một câu, đừng bao giờ khinh thường kẻ khác. Quà minh bùi văn. Trời ơi trời, thua ấy bạn ơi. Này thì đừng có xem thường người khác hả? Ok luôn, coi như lần này tôi chịu thua bà một lần đi, nhưng mà sẽ không có lần thứ hai đâu. Trời ơi trời, còn lâu nha. Này thì đừng xem thường người khác, đồ mày đặt đạo lý đồ. Ủa là trời, nhưng mà mình vẫn là người thua các bạn ơi. Mấy bạn nhớ nha, đừng bao giờ xem thường bất cứ ai nha các bạn. Nhiều khi nhìn người ta tầm thường vậy thôi, nhưng mà người ta giỏi hơn mấy bạn nhiều thứ lắm luôn á. Cho nên là mấy bạn phải luôn biết tôn trọng người khác và không bao giờ được hay xem thường người khác nha mấy bạn. Hôm nay Phong đã quá xem thường Sam rồi, cho nên Phong đã thua. Thôi tôi đi bán xe đây. Cái xe vô dụng.